Chào mọi người. Chiều nay rất là đẹp. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều. Mình lại vi vu từ đường Lê Văn Quế, quận Bình Tân, đi lên Tân Bình chơi, thăm người thân. Đây là đường Lê Văn Quế, quận Bình Tân. Để ngã tư bốn xã, gọi là ngã tư bốn xã. Còn nếu cứ chạy thẳng thì sẽ đụng đường Hòa Bình, rồi tới Đầm Sen, rồi chạy ra quận 10. Thì các bạn thấy là buổi chiều 4 giờ mấy bắt đầu xe tấp nập hai bên đường. Hy vọng đi sẽ không bị kẹt xe, nhất là phải đi qua khu vực vòng quay ở chỗ quận Tân Bình, đường đi về sân bay ấy. Hy vọng là không có bị kẹt xe cúp đâu. Các bạn thấy xe cộ quá nhiều. Giờ thì bắt đầu chuẩn bị là giờ tan sở, tan trường. Trên đường ngày một đông đúc hơn, đông đúc hơn. Một điều nhận ra là giao thông ở thành phố thì có luật mà không theo luật, hiểu ý nhau chạy. Mà đỡ bị va quẹt hay sao đó. Chứ còn luật thì nó vẫn có đấy, nhưng mà người dân thì cứ hiểu nhau chạy thôi, chạy trên luật luôn. Nói vậy có đúng không, nhưng mà theo quan sát là như vậy. Mạnh ai người đó chạy, hiểu nhau nhường nhau chạy. Cửa hàng kinh doanh dọc hai bên đường. Quận Bình Tân này cũng là cái quận mới tách ra từ quận Tân Bình, không biết tách ra được bao nhiêu năm rồi, không biết, chắc cũng khá lâu rồi. Bây giờ cũng đổi mới đường phố rộng rãi. Cứ hiểu nhau chạy thôi, không sao cả. Chạy một đoạn nữa thì tới ngã tư bốn xã. Ta gọi là ngã tư bốn xã cũng chẳng hiểu cái sao nó có cái tên ngã tư bốn xã. Bốn quận bốn huyện ngã tư này. Nếu mà chạy ngược lại thì sẽ đi về đường Bình Hưng Hòa, rồi nghĩa trang Bình Hưng Hòa, rồi vẹo tới vẹo lui rồi ra đường Tên Lửa, khu ngược lại. Cái này đang đi về đúng từ bốn xã chạy tới quận 10 ở đường Hòa Bình với Đầm Sen này. Bắt đầu quá trời đây. Các bạn thấy không, giao thông là tứ phía, bốn ngã tư, bốn hướng đâm vào giữa. Mạnh ai người đó đi, không ai đụng ai cả, nhường nhịn nhau đi, hiểu nhau đi, không cần luật đâu. Chiều nắng nữa, bây giờ mà muốn quẹo qua cũng hơi khó.
Thâu thì phải. Nhớ nhìn bạn trường Thoại Ngọc Thâu. Vô trong quãng chỗ này thì vắng xe, giống nói như là hẻm lớn, đường cái lớn, hẻm lớn rồi hẻm nhỏ, vào hẻm nhỏ hơn. Cái này chắc là hẻm hẻm lớn, đường lớn sau cái con đường rồi phần rộng. Tấp lập chạy giống như là đang sợ rồi, ai cũng muốn về nhà, chạy nhanh chạy chậm miễn làm sao về tới nhà an toàn. Dõi vậy, nhưng còn bây giờ để ý tên đường, nhiều đường quá không biết đường chỗ nào nữa, khu nào. Những ai ở thành phố hoặc ở quận là Bình Tân, những chỗ này chắc có hẳn là, chắc có thể là nhận ra được liền. Mình đi bác tài xế chở đi đâu đi đó, nhưng mà miễn làm sao tới đích tới đích là được. Bởi vì buổi chiều thường thường là những bác tài biết những chỗ nào nên tránh, có nhiều chỗ kẹt xe. Đúng rồi, đường Thoại Ngọc Hầu, nếu mà bên trái các bạn thấy là Big C, siêu thị Big C trên đường Thoại Ngọc Hầu. Con đường Thoại Ngọc Hầu này không biết là ra tới đường nào, không biết. Bác tài thì mấy bác biết là cái hẻm nào tránh, cái hẻm nào nên đi trong cái giờ cao điểm, mới gọi là thổ địa. Lái xe là thuộc dạng mà thổ địa, tới khúc nào rẽ hẻm nào đi hướng nào là phải định hình trước. Còn không nếu bị cặp xe nữa, kẹt xe nó là đứng một chỗ. Còn định hình được là hướng đi về đâu nữa rồi, miễn làm sao cuối cùng thì đi về chỗ Phạm Văn Đồng, đường chỗ sân bay ấy. Ok rồi. Vào cái chỗ này cũng tấp lập xe, mày không biết chạy bao nhiêu cây số một giờ đây thì không biết, chắc khoảng 30-40. Nhìn qua đồng hồ cái coi, 30-40 cây số một giờ thôi. Còn buổi chiều như vậy mà ra trung tâm thì còn đông nữa, trung tâm Sài Gòn quận 1, quận 3 đó còn đông nữa.
Thôi đi hướng này có công chuyện, nhiều ngã nhiều ngách nhiều đường, không biết đi hướng nào. Quý vị thấy xe cộ tấp nập, Sài Gòn bây giờ là gần tới 10 triệu dân, 9 triệu mấy thì phải. Ra Hồ Đông, đông vui, ồn ào, náo nhiệt. Không nghĩ, không nghĩ ngày cũng như đêm. Các bạn thấy em công nhân tan sở đi bộ băng qua đường, cứ hiểu nhau chạy thôi, tránh ai được thì tránh. Lâu lâu gặp mấy bác ba gác thì gặp kẹt xe nữa thì thôi, cũng thật là khổ. Ba gác chạy trước, đi sau nhích từng tí từng tí. Tiếng ồn ngoài lộ thì những nhà nào sống ở gần đường thì luôn luôn là nghe tiếng ồn, tiếng xe, tiếng còi. Ôi trời, cũng hiểu nhau chạy thôi. Không ai đúc ai là được rồi, người nhường chút chút, không cần luật. Chạy hơi nhanh mà không thắng một cái nào rồi đục và Tân Phú rồi. Này qua quận Tân Phú rồi. Đường Hòa Thanh quận Tân Phú rồi. Thực sự là lạ luôn. Không nhớ là đi hướng nào. Bình Tân qua Tân Phú. Rồi mới tới Tân Bình.
chút. Sài Gòn vậy.